Đầu tiên là về phần bao tay, cũng như là món đồ chơi khác hay là bất cứ sản phẩm nào cũng vậy, thì Nhật luôn chia sẻ với anh em rằng Shop Heo Bánh luôn đem về những sản phẩm giá thành đa dạng mà phải chất lượng. Như bao tay này Racing Boy thì giá của nó bao nhiêu anh em? Chỉ 110.000 cho bao tay Racing Boy mẫu này thôi thì anh em đã có cảm giác cầm nắm nó im, nó bám tay, nó tránh tình trạng mồ hôi tay của mình, cũng như nếu như đi đường dài sẽ không gây tình trạng mỏi khi mình gồng cầm nắm cái bao tay của mình giống như bên này. Về bao tay này thì anh em thấy mẫu khá là quen thuộc đúng không? Nhưng mà đây, nó đã xoay và cao su nó khá là cứng anh em, khá là cứng. Cầm nắm vào thì anh em sẽ biết được rằng không giống như hàng chính hãng, nó rất là cứng nhắc và nó làm cái tay mình dễ chai hơn. Cũng như là bên này, bên đó thì ít hơn, còn bên này á, khi mình cầm ga đi đường dài á, phải dùng lực nhiều hơn thì do đó mình sẽ phải mỏi tay khi mà mình chạy trên đường trường. Còn với bao tay Racing Boy thì sự mềm mại của nó ha, sự mềm mại của nó và giá thành chỉ 110k thôi sẽ mang đến cho anh em cảm giác khi mình chỉ cần gá tay lên thôi, gá tay nhẹ lên thôi, nó đã rít cái tay của mình và mình kìm được cái ống ga mình thoải mái hơn. Nhà thường hay nói rằng những cái mẫu bao tay mà khó tháo quá thì làm sao anh em? Rọc nó luôn. Chứ bây giờ nó cứng quá thì làm sao mà tuột ra được, phải buộc phải rọc ra luôn mới tháo được cho anh em. Bao tay này nó quá chai rồi, quá chai. Thì bây giờ đối với cái phần này đã gọt rồi nè, thì sẽ vệ sinh sạch sẽ lại rồi mới gắn bao tay mới được, để tránh tình trạng nó trơn khi bao tay mới của mình vô. Anh em biết ha, nhờ thời hay nói rằng những gắn cái bao tay đồ chơi đó buộc phải gọt những cái cạnh trên này thì mới gắn được, đánh tình trạng nó u nần của bao tay mới của mình. Nhưng mà ở đây thì gọt quá láng cho nên thợ mình đã dùng một chút xíu thủ thuật để làm cho nó sần nhẹ lại anh em ơi, chứ không cách nào nữa, hay là dán keo. Nhưng mà nghĩ là làm như vậy cũng ổn rồi anh em, vô lại bao tay chắc là sẽ không bị vấn đề tuột ống ga của mình đó. Về phần bên tay trái của anh em mình á, ví dụ bên con này á, thì vấn đề khó chịu ở đây là này, gắn mà bị xoay như vậy anh em. Một á là nó sẽ làm cảm giác khi mình chạy rất là khó kiểm soát đúng không, nó cứ lắc. Hai nữa là dắt xe á, lỡ mình dắt mình nhích cái nó tuột ra luôn, thì giống như vậy nè, tuột ra luôn. Cái giờ Nhật lao sạch lại như gắn bao tay mới cho khách hàng luôn. Ok, anh em thấy vậy đủ đẹp chưa? So với lại bao tay cũ của khách hàng như vậy đẹp chưa? Độ nhẹ vậy được chưa? Độ hở như vậy có phải là vừa đủ không? Giống như hồi nãy thì quá hở đúng không em? Nhưng mà đối với Nhật á thì chưa có được, phải thêm gì nữa? Thêm cặp gù nữa anh em. Đó, nó phải cân đối tay lái cũng như độ sáng của gù inox, làm cho cái tầm tay của mình nhìn nó đậm chất, gọi là điểm nhấn hơn. Nhưng mà muốn gắn gù thì sao anh em? Dòng Accenter các đời ha, và một số dòng xe thì ở phần ống ghi đông của nó sẽ không có lỗ vị trí để mình gắn con ốc sáo vô để gắn gù. Vậy thì muốn làm được cái gù thì phải sao? Bên này phải có cục nhôm giống như vậy. Và khi cục nhôm này làm gì? Đóng vô đây nè anh em. Ở đây sẽ có cái lỗ ha, mình không thể nào bắt cái gù lên nếu như mà có con ốc bắt vô là không được. Thì do đó phải thêm cục nhôm này đóng vô đây. Đó, bên kia đã đóng rồi anh em. Đây thì gõ vài phát là vô thôi mà. Đây là cái hình ảnh của em nói là đóng gù xong anh em ha. Sẽ có nhiều anh em chọn cách khác nữa, nở cao su hay gì đó, nhưng mà nhìn thấy đóng gù như vậy, mình gắn cục gù mình vào nó sẽ chắc hơn. Và ở đây á, Nhật thường hay nói với anh em là phải chừa cái độ hở nhất định nha, độ hở nhất định. Trong này hở một khoảng sẽ xen 1 cm, ở bên này hở khoảng 1 cm, để tránh tình trạng á, mình chạy về vài bữa hay là tuần gì đó, cái tay bao tay cao su nó sẽ nở một xíu nào đó ra và nó cạ vào gù, hoặc là trong này nó cạ vào cái công tắc, thì lúc đó cái ống ga mình sẽ bị sượng, nó không có nhẹ giống vậy được nữa đâu. Canh chuẩn từ ngay lúc đầu để khách hàng hài lòng chạy thời gian dài. Về hình ảnh là anh em cũng thấy được trên màn hình ha, là bao tay Racing Boy nó mềm mịn với cái lớp cao su giống như nhung như vậy, bám tay mình tốt hơn. Thì Nhật cũng nói rất là nhiều rồi anh em, chính hãng Racing Boy mà chỉ có 101 một cặp thôi. Tính đến cái gù inox để làm gì? Sáng hơn thôi hả? Không nha anh em, nó sẽ cầm cho cái đối trọng giữa hai bên ghi đông của mình, tầm trọng nặng của nó giúp cho mình giảm bớt cái tình trạng mà rung rần khi mình đi đường dài hay là những cái tuyến đường đi tour của mình hay tốc độ cao. Cái tua máy lớn nó rần con xe lên thì cái này nó giảm rất là nhiều, giảm cho anh em những tình trạng mà mỏi ngón tay của mình khi đi đường dài đó ha. Vậy thì cái thứ hai nữa là gì mà anh em phải hối tiếc là gắn ba ga không đúng với loại ba ga của Accenter 155. Thì đây thí dụ như giờ ba ga này đang gắn rồi nè, máng lên rất là cực, phải dùng tay nhét vô rồi mới máng được cái nó đúng không? Nhưng mà trên tay của Nhật đây là ba ga đúng đời của Accenter 155, giúp cho anh em có những cái khoảng máng nó rộng hơn. Cái bảng của ba ga này nó sẽ rộng hơn, giúp cho mình để đồ vật dụng lên nó cũng thoải mái hơn so với ba ga nhỏ xíu vậy. Thì rõ ràng cái mẫu đó thì bên Shop Heo Bánh Nhật cũng có, nhưng mà tư vấn đúng mẫu xe mới là vấn đề quan trọng. Đây, màu đen nha, dành cho Accenter 155. Thì cái mẫu mã nó như vậy, trong bọc kỹ như vậy, và anh em có thể vào giỏ hàng để mua về và gắn ở nhà cũng rất là đơn giản.
nhưng mà phải có đồ nghề nha anh em, bọc bị đàng hoàng cùng với lại những cái bát đầy đủ cho mình gắn lên yên. Đó, ốc đầy đủ ha, ốc, bát, cao su, chim đầy đủ cho anh em mình. Bát gắn yên đây. Và ba ga đây, khá là rộng. Gá lên thôi là anh em thấy nó rộng cỡ nào rồi so với cái hồi nãy. Thì phần ba ga này anh em có thể mua về gắn ở nhà, nhưng mà anh em phải biết kỹ thuật xíu là mình banh những cái dàn nhựa chỗ này ra, mình nhét cái cốt của yên vào rồi mình bắt cái bát này trước. Cùng với lại ba ga thì chỉ cần bắt lên bát này cùng với con ốc ở giữa là cứng anh em ha. Thợ mình gắn, anh em quan sát kỹ sẽ thấy có thể gắn ở nhà được. Và như vậy thì sao anh em? Máng đồ là nó vậy nè, bỏ vô nhắm mắt cái máng cũng được nữa chứ không phải giống như hồi nãy. Cùng với thiết kế đã tính toán sẵn ở chỗ này là đúng ngay vị trí để anh em có thể thoải mái mà mở cái smoothie của Exeter 155 mình không vướng víu anh em ha. Dưới đây là cái bát kẹp để anh em có thể kẹp những cái áo mưa hay là vật dụng cơ bản của mình khá là chắc chắn, màu đen sơn tĩnh điện nè, bộ rộng bự hơn. Mình có thể để được gì nữa anh em? Mình có thể để được cái ba ga cũ lên đây để mang về cho anh em được luôn. Và vẫn là những cái quy trình quá quen thuộc khi mà anh em làm bất cứ vụ gì, mình đã khắc phục được những tình trạng như là bao tay của khách thay lại một cái loại mà không chính hãng, nó làm cho cảm giác chạy khó chịu, cứng sượng đúng không, rồi gắn thêm cái gù để đối trọng giảm tình trạng rung lắc rần tay lái của mình. Thứ hai nữa là đã gắn lại ba ga đúng loại, chắc chắn hơn và đa dụng hơn. Rồi cái gì nữa anh em, những cái việc mà hỗ trợ những dịch vụ không tốn phí là đây, anh em có thể thấy được bộ nhôm dĩa này. Như vậy thì làm sao mà an tâm giao xe khách hàng được, đúng không? Tăng lại, xịt dưỡng sên vô để khách hàng có con xe đã ngon từ phần trước, phải ngon được phần sau. Thì cái âm thanh đó đó anh em, thường là do nhôm dĩa mình quá khô. Thì mỗi lần mà thợ mình làm cái gì rồi mà thấy nhôm dĩa của anh em khô, cho dù là xe côn tay hay là xe số có hộp sên, đều sử dụng những chai dưỡng sên Goresin này. Nếu anh em là mình cần, mình có thể mua trong giỏ hàng hoặc là trên kệ nhớ của xôi bánh mình với giá 149 ngàn, anh em được tặng cái cọ nữa. Còn đây là xe xịt hỗ trợ cho anh em để anh em có con xe đi về ngon hơn thôi. Thì đây, tăng sên lại là những thao tác mà phải canh chuẩn để bộ sên của anh em đi nó tránh tình trạng nhảy cũng như nó bền đúng không? Còn mà mình đã dưỡng sên rồi thì nó êm gì nè. Quay về bàn cái túc. Có khác biệt gì không anh em? Cảm nhận ha. Như vậy thì đã đủ hài lòng cho anh em đi Exeter 155 chưa? Chọn đúng sản phẩm, chọn đúng giá thành cũng như là chọn nơi uy tín từ những món đồ chơi cũng như là nhớt giỏ thêm dĩa đúng không? Cùng với những bước chăm sóc xe không tốn phí, bơm bánh nè, tăng sên nè, dưỡng sên để làm hài lòng khách hàng hơn. Tại vì sếp Nhật thường hay dặn anh em của xôi bánh mình rằng á, không quan trọng hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với xôi bánh. Như vậy là xôi bánh vui rồi ha. Cảm ơn em Phi Đức, chào lại anh em. Bye bye.